Một tuần mới nhá, vẫn tiếp tục về thêm những phiên bản nâng tiếng cao cấp và một trong số những tôm phiên bản nâng tiếng top 10 âm thanh nha các bác. Nếu không thích DAC6S là không nên bỏ qua. Và hôm nay thì bên em Tùng Audio đầu tuần mới về thêm đô hàng để phục vụ anh khách hàng. Trong những khoảng thời gian vừa qua thì DB lên đường khá là nhiều, đặc biệt là phiên bản nâng tiếng này. Bên em phải về bổ sung thêm hàng để phục vụ anh khách hàng có cho mình một con nâng tiếng hay và chất lượng trời phòng mắt gia đình. Đó là điểm tích DAC6S. Và ngày hôm nay thì cùng anh em kiểm tra lại một lần nữa về hình thức giao diện chất lượng âm thanh lô hàng mới bên cả anh em mới về hàng. Và chắc là anh em cũng đã nghe đến DB Boutique rất là lâu rồi đúng không ạ? Ở trên thị trường thì có rất nhiều các sản phẩm của DB. Vang, mic, lồng tiếng, loa rồi là rất rất nhiều thiết bị khác đến từ DB. Và một trong phiên bản mà anh em cũng thấy khá là phổ biến trong khoảng thời gian vừa qua đó là DAC6S. Cũng rất nhiều anh em đi hỏi cái dòng 5S, đợt trước em có bán cả 5S cả 6S. Nhưng mà từ khi mà ra 6S ấy, phiên bản mới ấy, thì là dường như là phiên bản DAC5S đã ngừng sản xuất rồi. Nên là anh em lưu ý bây giờ thì nếu anh em muốn chơi phiên bản DB thì chỉ có thể là lấy và lựa chọn phiên bản DAC6S thôi. Đây vẫn là phiên bản đời cao và tội gì các anh em phải mua bản đời thấp khi mà giá thành của hai em nó dường như là ngang ngửa nhá, đúng không ạ? Với DB Boutique DAC6S là phiên bản nâng tiếng cao cấp đứng trong top 10 những cái dòng nâng tiếng hay và chất lượng cho anh em. Và đương nhiên cũng là hàng sản phẩm chính hãng nên chúng ta không thể bỏ qua được các cái tem mác trên sản phẩm rồi. Logo mã QR code thì có đầy đủ nhá. Có chữ D, đây là cái chữ D nhấn chìm trên thân máy. Cái chữ này là cái chữ biểu tượng của DB Boutique đấy quá. Có nhiều anh em hỏi em là cái logo của DB bình thường nó là chữ DB cơ mà, chứ tại sao lại có chữ D này? Thì thưa các anh em, từ năm 2023 thì DB Boutique đã ra mắt phiên bản mới và đã thay đổi cái logo rồi. Nên là anh em cập nhật hộ em về cái logo mới nhé. Nhiều bác lại bảo là không phải là sản phẩm của DB Boutique. Thì hiện tại thì DB Boutique chỉ có một chữ D là logo thôi. Đấy. Và em cũng cam kết đảm bảo hàng 100% chuẩn chính hãng đi cho anh em khách hàng. Chúng ta được quyền kiểm tra hàng mà. Nên anh em cứ yên tâm đi khi anh em mua hàng tại cảng Tùng Audio. Và không phải lăn tăn về vấn đề hàng hóa, chất lượng sản phẩm đâu. Bởi vì em luôn luôn giữ vững chữ tín và uy tín hàng đầu của hàng em tạo được thương hiệu rồi. DB Boutique DAC6S là mẫu sản phẩm lồng tiếng đời cao, rất nhiều tính năng và phục vụ cho anh em trong việc chúng ta cải thiện phần nhạc, phần mic. Đa phần là sẽ là nghe nhạc nhiều hơn, vì là chúng ta nghe nhạc với lồng tiếng chúng ta có thể tinh chỉnh được các hiệu ứng âm thanh bass trung chép của những cặp loa full. Anh em biết rằng là loa thì nó sẽ có 3 đường tiếng, giải bass, giải trung, giải chép, đúng không ạ? Bình thường anh em sử dụng các thiết bị như là vang thì cũng có cái chế độ chỉnh bass trung chép ấy, âm ly cũng có chế độ chỉnh bass trung chép ấy. Nhưng mà để được có chế độ âm thanh bass đánh tiếng ra hay là lời chép rồi là phần nơi nó sáng tiếng, nó tròn tiếng, nó gọn tiếng, không bị cái hiện tượng là vỡ hay là không có hiện tượng là bị nẫn đặc âm vào, thì chỉ có thể là lâng tiếng làm được thôi. Và công dụng của lâng tiếng là ghép vào dàn máy âm thanh gia đình, ghép đối các thiết bị như là vang, âm ly rồi là đẩy tiếng vang, thậm chí là kéo, là chúng ta gửi chỉnh cho em các dạng âm thanh bắt trung chép ngay lập tức, nên là các cái dạng âm thanh nó sẽ theo cách em căn chỉnh. Ở trên này các bác đã được nhìn thấy về thiết kế giao diện này, các phím tính năng bao gồm giải bass này, giải tiếng này, chế độ nhạc này, giải chép này, bốn kính tính năng cho anh em chỉnh với loa trái. Và nó có ký hiệu bằng chữ tiếng Anh thì có thể là chúng ta không đọc được, nhưng mà em cứ giải thích từ tiếng Việt. Một là giải bass, đấy, giải bass, hai là giải lời, ba là chế độ nhạc và bốn là giải chép, với bốn phím tính năng cho anh em căn chỉnh với giải âm thanh bass trung chép và chế độ nhạc nhá. Nhấn inner bass, bass để đẩy tiếng nhạc lên cao, và đây là các phím tính năng cho anh em căn chỉnh với bên loa phải, giải bass, giải tiếng, chế độ nhạc, giải chép. Thì theo em đã nói rồi, anh em có thể tự mình tinh chỉnh các hiệu ứng âm thanh, chỉ cần vặn theo một kim đồng hồ thôi, muốn tăng muốn giảm thì tùy các anh em có thể căn chỉnh nhá. Cứ vặn cho em các phím tính năng này, nếu như các anh em cảm thấy tiếng nhỏ hơn chúng ta lại vặn lên để tiếng âm thanh nó ra lớn hơn, có giải âm thanh bass trung chép, không có gì khó khăn cả. Em nhận thấy là rất nhiều anh em nhận hàng về là các anh em tự mình tinh chỉnh được ngay các hiệu ứng âm thanh, dễ dàng sử dụng mà đơn giản hiệu quả. Đó gì mà DB Boutique DAC6S và 6S là mang đến cho anh em người tiêu dùng. Và với những cái mẫu chế độ lấy tín hiệu nhạc hiện đại, DB Boutique DAC6S là có thể lấy nhạc qua USB, lấy nhạc qua cổng quang, lấy nhạc qua Bluetooth, hoặc lấy nhạc qua các đường cổng tín hiệu truyền thống AUX1, AUX2 cho anh em lấy tín hiệu nhạc. TV, máy tính, điện thoại di động, nhấn input chuyển cổng tín hiệu rất là đơn giản dễ dàng. Đấy, anh em nào chơi súp thì cứ nối ghép đối súp cho em trên lưng tiếng qua đường cổng ca lông cắm súp này, đường cổng AV này, và sử dụng hai phím tính năng cắt súp và tăng giảm âm lượng súp trực tiếp trên lưng tiếng, rất là đơn giản. Và bây giờ thì cùng anh em lắp tai nghe và trải nghiệm âm thanh đến từ dòng lưng tiếng cực kỳ là chất lượng và lô hàng mới bên em về, hy vọng sẽ được sự ủng hộ của anh em khách hàng nhiều hơn nữa. Và trong quá trình test em sẽ nhấn rất nhiều lần cái nút đi bát, nhấn vào nhả ra để anh em nghe được cái âm thanh, cái chất lượng của mỗi sản phẩm lưng tiếng nó sẽ đạt cái độ hiệu quả như thế nào khi mà em nhấn vào Inabass, và khi em nhả Inabass thì cái âm thanh nhạc sẽ thay đổi ra làm sao. Các bác hãy sử dụng tai nghe để trải nghiệm âm thanh cùng em nhé. Các bác đang được nghe âm thanh đến từ Inabass này. Hôm qua đấy em nhả Inabass ra rồi đấy các bác. Tiếng nhạc nó giảm đi ngay đúng không ạ? Qua lưng này. Qua lưng
rất là tuyệt vời. Các bác đã được nghe và trải nghiệm âm thanh của phiên bản lồng tiếng DAC 6S. Và mặc dù là nói thật là khi các bác anh em sử dụng lồng tiếng thì em không khuyến cáo anh em cứ nhấn vào nhả ra in liên tục ở lúc in bass, bởi vì đây là em test cái chế độ in bass cho anh em nghe và test cái chất lượng âm thanh khi mà chúng ta ghép lối lồng tiếng và dàn máy âm thanh gia đình, và em nhấn vào nhả ra như thế này để anh em thấy được cái sự khác biệt, cái công dụng của lồng tiếng, cái công dụng của in bass như thế nào cho dàn máy âm thanh gia đình. Và đa phần là anh em sử dụng lồng tiếng là chúng ta cứ để đèn hiện đỏ như thế này chúng ta chơi hết từ giờ đến lúc mà chúng ta chán thì thôi chứ không phải là chúng ta cứ nhả ra và nhấn vào, đúng không ạ? Thế các anh em lưu ý khi chúng ta nhấn vào in bass thì âm thanh các dải bass trung chép này nó sẽ được đẩy lên cao hơn, dải bass đánh rất là căng tiếng, đánh nực ra, âm thanh nó ổn định hơn, nghe tiếng nó rất là chắc tiếng, đúng không ạ? Dải lời thì lại càng rõ nét hơn, âm thanh tiếng lời khi anh em nghe nhạc trữ tình, nhạc puredo nó sẽ bộc lộ hết cái khả năng tiếng tốt nhất đến từ dòng lồng tiếng này, tiếng rất là lét, và thêm chế độ nhạc và chép nữa để làm cho cái âm thanh của những cặp loa sáng tiếng, cái phần chép nó làm cho cái cặp loa âm thanh sáng tiếng ra. Và công dụng của lồng tiếng luôn là như vậy rồi, lồng tiếng nhạc, lồng tiếng mic DBDOC 6S là một trong những phiên bản lồng tiếng đứng top 10 những phiên bản lồng tiếng đời cao. Nếu anh em là đang có nhu cầu mà muốn nghe nhạc, muốn trải nghiệm âm thanh chuyên nghiệp, muốn tự mình tinh chỉnh các hiệu ứng âm thanh bass trung chép đơn giản dễ dàng, hãy lựa chọn ngay phiên bản DBDOC 6S để cả anh em. Và hôm nay bắt đầu về thêm lô hàng để phụ em khách hàng trong việc chúng ta trải nghiệm thành gia đình tốt nhất với sản phẩm lồng tiếng DBDOC 6S đang có giá vô cùng hấp dẫn. Anh em đã có nhu cầu liên hệ ngay theo số điện thoại Bền Tùng Audio 0979629336 để đặt hàng và hưởng ngay mức giá ưu đãi đặc biệt đến phiên bản lồng tiếng cao cấp chất lượng chính hãng DBDOC 6S nha. Xin chào anh em.